cổ kinh, Đức Thế Tôn diễn bày về cực lạc, nơi được cho là không khổ toàn vui, hạnh phúc an lành theo thời gian tĩnh tại. Người nghe kinh lại mang ra so đo với thế giới khổ lụy chốn hồng trần, nhưng có lẽ đã quên rằng cõi giới bên kia là cõi giới của tâm thức vô tánh vô tác, không mong cầu, không đến cũng chẳng đi, thuần thiện oai nghi và tràn đầy chánh niệm. Cư dân bên đó có chạy theo ái dục hồng trần, tâm họ có ác ý cố tình ganh đua gây nhiều phiền lụy không? Người ta không có khổ đâu, vì tâm họ lúc nào cũng tràn ngập yêu thương chói sáng, không tham đắm giận hờn lung lạc si mê. Men theo lời kinh để thử xem một ngày chúng sanh bên Tây Phương sống phúc lạc như thế nào, tự khắc chúng ta sẽ nhận chân đâu là ngọn nguồn của hạnh phúc. Sáng hứng hoa đi khắp mười phương dân cúng Phật, trưa về thọ thực thiền hành trong chánh niệm từ bi, chiều nghe thuyết giảng diệu pháp học kinh, tối đến lại chuyên cần nhiếp phục tâm mình vào định. Cả ngày sống trong giới định tuệ như thế, làm sao khổ đau có thể chen vào? Trong khi chúng sanh cõi ta bà lòng chất nặng ưu tư, tâm không rong ruổi về tương lai thì lại trôi dạt về những tiếc thương sầu đau của quá khứ. Tim người chật hẹp thiếu sự hiểu biết bao dung, hành động khẩu ý thân tuôn trào trong dục vọng, tam độc dẫy đầy, lửa tình rực cháy, tự mình thiêu đốt, tự mình hủy hoại thân tâm. Lòng chưa nghĩ tưởng xả buông, lấy gì làm căn cơ để khép mình vào định tuệ? Cái gì cũng muốn có, nhưng duy nhất khổ đau thì lại tránh né, chẳng muốn đến với mình. Đạo lý này lấy đâu ra để thỏa mãn lòng người tham lam lạ lùng quái đản đây? Lòng chỉ muốn đơn thuần hạnh phúc, nhưng tâm lại chối bỏ khổ đau, thế chẳng phải mình đã quá tham lam vị kỷ sao? Một khi chấp nhận bước vào cuộc chơi thì cũng hãy hiên ngang mà đối đầu với thử thách. Chấp nhận trôi nổi giữa chốn hồng trần thì cũng bản lĩnh mà dẫm đạp lên những chướng ngại chông gai. Đời không cho ai cái gì tốt đẹp, vui vậy mà không để lại những tủi hờn, đau đớn. Muốn gót chân không lấm lem bùn đất thì đừng cố chấp si mê mà bước vào vũng đời lầy lội tối tăm. Thích cảnh thanh tịnh an nhàn thì tâm đừng chạy theo thị phi nơi trần cảnh. Qua một đêm dài lạnh giá, ngày mới nắng lên lại tươi đẹp rạng ngời. Người càng kinh qua nhiều khổ lụy trần lao, trái tim từ quan bao dung ngày càng thêm rộng lớn. Muốn hết khổ đau thì lòng đừng ôm quá nhiều mộng tưởng. Muốn giải thoát khỏi luân hồi thì lòng đừng chất chứa tham ái thiên thu. Thương nhưng không nắm không tìm, khổ nhưng không đè nén, không tìm cầu hay trốn chạy. Người làm khổ ta khó tha thứ được thì cũng phải cố tha thứ bao dung. Đối với chấp giữ trong cuộc đời, dầu khó buông được nhưng cũng phải buông tay mạnh mẽ. Dừng lại mọi sự mong cầu, đó chính là đạo đức. Mọi sự đến đi trong đời, cơ hồ như mây bay trên núi, nước chảy bên đồi, lên xuống gặp ghềnh, cuối cùng cũng xuôi về biển lớn. Bước qua những tháng ngày không bình yên, chỉ có thể bằng con tim bao dung chấp nhận. Tâm thái điềm tĩnh mới có thể nhận ra được chẳng có gì là tồn tại mãi mãi lâu dài, dù đó là hạnh phúc hay khổ đau đi nữa. Sống chỉ có thể làm lay động mặt hồ, nhưng không thể khuấy động nước trong lòng sông. Người có nội tâm nông cạn dễ bị dao động và tổn thương trước khổ đau nghịch cảnh. Khí chất hơn nhau ở sự bình thản, khả năng bất đồng trước khổ đau nghịch cảnh đến với mình. Cái gì hướng vào trong kết tụ thì cô đặc và vững chãi lâu bền, cái gì hướng ra bên ngoài thì không an tịnh, dạng nở,
tán loạn và bấp bênh. Hành trình của hạnh phúc và bình an cũng thế. Đó là hành trình trở về, hướng nội và đi tới tận cùng cốt lõi của tâm, để tìm ra đâu là bản chất của sinh diệt, đâu mới là hạnh phúc chân thực của mình. Hãy kể ra xem, đã bao nhiêu lần chúng ta phải kìm nén những giọt nước mắt để đi qua những tháng ngày khổ đau, tuyệt vọng. Nếu một ngày mọi thứ dường như quay lưng lại với chúng ta, khi bầu trời không còn trong xanh và những đôi mắt thế gian nhìn ta không còn độ lượng, con đường có đóng lại và ta có nên tiếp tục bước đi? Nếu đã từng thảng hoặc, phân vân trong trạng thái mong manh kia, thì chắc chắn ta đang đi trên con đường không có nhiều bình an và đầy hệ lụy. Lúc này, điều ta cần là phải quán chiếu chính mình để xem trên con đường này ta thật sự có đi đúng lối hay không. Có người nói, thế gian lúc ban đầu làm gì có đường, chỉ là người ta đi mãi rồi thành những con đường mà thôi. Cũng vậy, sơ tâm ban đầu làm gì có nhiễm ô, chỉ là người ta dấn sâu vào chốn bụi trần, riết rồi thành tập nghiệp khó phai mờ, lòng chất nhiều phiền não. Có những con đường trải đầy hoa cỏ dịu êm, nhưng cũng có những con đường lát đầy chông gai, vật nhọn. Có con đường đưa đến hạnh phúc và tình thương, nhưng cũng có con đường đưa đến những nẻo về tối tăm, khổ nạn. Sở dĩ ta phải đi trên con đường của mình ngày hôm nay, vì trước kia chúng ta đã tự mình chọn lựa. Không phải ai cũng may mắn đi trên đúng con đường an toàn, tốt đẹp, thanh cao. Còn lắm những người vẫn đang lạc lối triền miên giữa những ngã rẽ mờ mịt giữa chốn nhân gian, mông lung loay hoay, không tìm ra lối thoát. Nếu không may bước trên những con đường tối tăm đầy hiểm nguy như thế, hãy mạnh mẽ đứng lên rời bỏ, chọn cho mình con đường khác và tự trải hoa hồng trên mỗi bước chân đi. Cuộc đời dẫu có dài trăm năm nhưng được mấy ai, dẫu có thương cũng không thể cùng nhau suốt kiếp. Nhân sinh gặp nhau như bạn chung đường, lúc khởi đầu không cùng nhau thì trọn cuối con đường cũng đừng mong đi chung với nhau mãi mãi. Trên những hành trình tìm về cội nguồn của ánh sáng, bạn có thể quá mệt mỏi với những phù phiếm thị phi, với những não phiền danh lợi hơn thua của những trái tim đóng chặt, đôi tay nhân gian kìm xiết trong những định kiến hẹp hòi. Ai đi tiếp và ai bỏ cuộc giữa chừng đều là những sự lựa chọn mà mỗi người chúng ta phải tìm cho ra lời giải đáp. Chỉ khi chúng ta đi qua bão tố mới biết tâm mình bình lặng tới đâu. Dù thế nào thì cũng hãy đứng dậy và bước đi. Nên nhớ, hầm hố chông gai chỉ nằm dưới những bước chân mình. Ta còn cả bầu trời rộng lớn thênh thang trên đầu, hai vần nhật nguyệt tinh khôi vẫn ngày đêm soi rọi. Trên con đường, hoa sẽ nở dưới mỗi bước chân qua. Lặng yên giây phút này, ngồi xuống cùng cỏ cây, nhìn nắng reo trên lá, ngủ trên đầu ngón tay. Lặng yên từng phút giây, nghe tim mình gõ nhịp, 36.000 ngày, có khi nào mỏi mệt? Lặng yên và nhận biết, hoa kia cũng là người, chẳng vì ai tươi nở mà hoa cứ mỉm cười. Lặng yên nghe mưa nhỏ tí tách ngoài mái hiên, mưa nghìn năm vẫn thế, vui buồn cảm nhận riêng. Lặng yên nghe gió thoảng mang theo hương trần gian, đến đi không hò hẹn, cảnh gió đời thênh thang. Lặng yên và thư thái nhìn mây bay cuối trời,
buông cái tôi nặng nặng, thấy mình là muôn nơi. Rất nhiều khi, nỗi đau khổ của con người xuất phát từ nỗi sợ bị mất một điều gì đó, mất ai đó vốn đã rất quen thuộc với mình. Khi thực sự bị mất mát, họ chao đảo, mất luôn mục đích sống, rơi vào khổ đau, không cách nào chấp nhận được sự thật. Thực ra, không ai có thể mất những thứ mình không sở hữu. Cái gì đã thật sự thuộc về bạn thì sẽ luôn luôn thuộc về bạn. Cái gì không thuộc về bạn thì dù bạn có cố gắng giữ chặt, gắn níu kéo thế nào thì nó vẫn sẽ cứ rời đi. Khi bạn nhận ra được những thứ bạn đang khăng khăng nhất định phải có, rồi sau đó dần bớt mưu cầu chúng, bớt phụ thuộc vào chúng, thì bạn sẽ dần tự do hơn, hạnh phúc hơn. Hãy cứ yêu thương chân thành nhất có thể, nhưng cũng đừng để sự an nhiên, hạnh phúc của chính mình phụ thuộc quá nhiều vào một ai đó. Rồi một ngày ta hiểu ra, thậm chí thân này chẳng phải ta. Mảnh tâm dính mắc làm đau khổ, nhẹ nhàng buông, sống thật bao la. Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy: người làm thiện cũng giống như mặt trăng, người làm ác cũng giống như mặt trăng. Vì sao vậy? Vì người làm thiện giống mặt trăng từ mùng một đến rằm, ngày càng sáng tỏ thêm lên. Còn người làm ác giống như mặt trăng từ ngày rằm đến đêm 30, ngày càng khuất lụi dần vào bóng tối. Ai mang thân người tức đều có phước phần nhất định, giống một mặt trăng đang sáng với phước đức tương ứng có được. Nếu ta không biết vun bồi thêm phước đức ấy mà lại tạo thêm bao nhiêu nghiệp không tốt, thì ta sẽ như mặt trăng từ ngày rằm đến đêm 30, lụi dần vào bóng tối. Như vậy thật đáng buồn phải không? Còn nếu ta biết nâng niu trân quý mặt trăng đang sáng của mình, làm cho phước lành của mình ngày càng tăng trưởng, thì ta sẽ giống như mặt trăng từ mùng một đến ngày rằm, ngày càng sáng tỏ hơn. Như vậy thật đáng quý phải không? Dặn em ngày tháng hư hao, hãy thôi mở mắt chiêm bao giật giờ. Dù đời đó một cơn mơ, cũng xin dệt nốt bài thơ thiện lành. Thế gian này điều gì là khó làm nhất? Phải chăng là níu giữ thứ mà ta vẫn hằng say đắm, yêu thích không rời? Đã trót mê say điều gì thì lòng tự dưng sinh ràng buộc, tay níu chặt, tâm lo sợ quẩn quanh, nghĩ đến ngày rời xa, lòng bỗng khổ đau tiếc nuối muôn trùng. Chung quy cũng vì bản ngã sâu dày, tập khí nhiều đời thích thâu nhận vào, chứ chưa từng nghĩ đến xả ly, lìa bỏ. Thường nhân sinh mộng mị, cũng có buông bỏ xa rời, nhưng không phải tự thân chủ động xa lìa, mà là bất lực nắm níu, cho tới khi sức cùng lực cạn, thống khổ không thể giữ thêm. Khi ấy mới đành lòng buông xuôi chấp nhận. Cũng là buông bỏ, nhưng tâm thế khác nhau. Một đằng tự buông, và một đằng buộc phải bỏ. Tất nhiên, hệ lụy và khổ đau cũng khác nhau nhiều. Có khi nào ngồi lại thành thật với chính mình, ngẫm nghĩ xem những gì ngày xưa ta từng say đắm, giờ còn lại gì? Nếu không là những đống tàn tro ký ức, chẳng thể gợi thành lời. Nếu không là những tủi nhục triền miên của những kiếp đời lên đên phần mòn, còn gì nữa? Nếu không là những vết thương tích yêu thương đã cũ, tâm hồn nhạt màu vẫn đau đớn mơ về một chân trời hạnh phúc mai sau. Những năm tháng thời gian, những cảm xúc sâu xa và những ước vọng cấu cào gom nhặt hết những tháng ngày hạnh phúc hoặc khổ đau, rồi dệt nên những ảo tưởng đời người. Mình mơ trong mơ, và chưa bao giờ dù là một sát na sống cho trọn lòng với thực tại. Người quên mất con đường,
quên mất chốn về, quên đi những nước mắt đại dương vẫn ngày đêm nhấn chìm nhân sinh trong khổ nạn. Và ta chưa thật sự thương mình. Hóa ra ta mới là một chúng sanh đầy khổ nạn cần cứu vớt hơn bao giờ hết. Ta chưa cứu nổi mình thì cứu nổi ai? Những thứ ngày xưa ta đắm say giờ thành trần ai khói bụi bên đường. Gió thổi qua, hạt trần ai bay xa tít mù khơi vạn dặm, chỉ còn lại mình ngồi ôm đống tro tàn ký ức. Qua muôn kiếp diệt sinh, bao giờ ta chưa giật mình tỉnh thức thì ngày ấy vẫn còn chìm trong những mong manh, cuồng vội, lưng chừng. Mưa đường trần dầm về qua từng kiếp diệt sinh, bụi đường hoen phai đi màu áo bạc vô thường. Một mai người hành giả tỉnh giấc phù hoa, đưa tay hứng giọt tịnh thủy cam lồ, gột rửa hết những đoạn trường mỏi mệt. Rồi thì ta là ai đây giữa những bộn bề mất được? Giọt nắng bên trời nào rơi rụng giữa hư không? Một chút của những bước chân cố hương ngàn dặm cũng gần một khi. Một vài đá sỏi li ti hẹn nhau thành núi tu di có ngày. Một chút tình thương mở bày, người vui mình cũng đông đầy niềm vui. Một chút nhường nhịn bước lui, nghe hồn thanh thản biển trời bao la. Một chút tha thứ bỏ qua, ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh. Một chút cử chỉ chân tình, khổ đau gửi lại ánh nhìn tạ ơn. Một chút xoa dịu nỗi buồn, khô khan dòng lệ tủi hờn bấy lâu. Một chút lời hỏi han nhau, lòng biên giới bỗng nhịp cầu bắt sang. Một chút thôi giọt nắng vàng cũng làm ấm buổi đông sang lạnh lùng. Một chút nến giữa gian phòng, bỗng đêm muôn thuở bàng hoàng lặng thinh. Một chút tiếng kệ lời kinh, chiều kia rơi vỡ tâm tình u mê. Một chút gieo hạt bồ đề, vị lai hoa giác xum xuê đầy cành. Một chút là ý niệm lành, đâu ngờ giọt nước viên thành cơn mưa. Một chút ni chớ hững hờ, đời nghe an lạc từng giờ gọi tên. Một chút này chẳng bỏ quên, con đường hạnh phúc bước thênh thang hoài. Để có thể tồn tại, con người không thể sống biệt lập mà cần luôn tương tác với bạn bè, gia đình, xã hội và với cả vũ trụ bao la. Dù ta có tài năng đến đâu, dù chuẩn bị kỹ càng đến mức nào, thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Có thành, ắt có bại, có hợp, ắt có tan. Nhưng hầu hết mọi người chẳng ai muốn bại bao giờ. Loài người khổ đau là bởi có mong muốn mọi sự thường hằng, trong khi bản chất cuộc đời là vô thường. Có những lúc đối diện sự tàn phá của vô thường, con người như sắp gục ngã. Nhưng nếu biết thẩm thấu triết lý duyên sinh, con người sẽ hiểu rằng bấy lâu mình đã hưởng thụ quá nhiều những tặng phẩm của vũ trụ. Nay vũ trụ lấy lại một ít để chia sớt cho người khác. Đó là lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là cay đắng. Mặt khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tư lợi cho mình, để làm vui cho chính mình. Thế nên trong cái được cái vui của người này luôn tiềm tàng cái mất cái buồn của người khác. Nhưng thôi, nhìn làm chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui. Mọi khổ đau hạnh phúc vốn từ tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến diệt. Thế nên tâm ta như thế nào thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ như thế đấy. Bao giờ dứt nợ người ơi,
bao giờ mới được thảnh thơi một ngày. Vui gì cái cuộc trả vay, một vòng khép kín đọa đầy nhân sinh. Đầu dây mối nhợ do mình, ai người dứt nợ ngắm nhìn bao la. Nhân sinh đông đúc, hồng trần đầy thị phi, người đi lướt qua nhau nhiều vô kể. Trong triệu triệu sát na là có đôi lần tương ngộ, trong vài lần tương ngộ hiếm hoi được đôi lần một đoạn đường sinh tử đi bên cạnh nhau. Trong một vài lần ở cạnh nhau ấy, chắc gì tìm được người vì nhau mà thấu hiểu. Bởi thế người trong nhân gian ngước mắt lên trời xanh, cúi đầu nhìn đại địa, cảm thán hỏi cùng trăng sao tuế nguyệt. Quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người. Nếu ai đó trong đời này gặp được người hiểu mình, coi như người đó quá ư may mắn. Bể khổ sinh tử mênh mông không chốn tận cùng, ký ức buồn thương của kiếp người chất chồng dài theo năm tháng. Chúng ta cần một người thấu hiểu lắng nghe, để đi qua những ngày tháng nặng nhọc trên cõi trần ai. Lắng nghe được bằng cả thấu hiểu và yêu thương, không làm được gì to tát lớn lao, nhưng cũng khiến nỗi khổ niềm đau vơi đi rất nhiều. Vì thế nên trong Phật giáo Đại Thừa có hình tượng một vị Bồ Tát lắng nghe, lắng nghe sâu với tình thương cho chúng sanh bớt khổ. Người có thể mang đến hạnh phúc và làm cho người bớt khổ đích thị là một bậc đại nhân hiếm gặp trong chốn ta bà. Và nếu có lòng, ai cũng có thể trở thành những bậc đại nhân vì cuộc đời mà biểu hiện. Người ta chỉ làm tổn thương nhau vì người ta chưa thấu hiểu. Nếu đôi mắt nhân sinh có thể nhìn thấu tâm can, thấu tận ngọn nguồn của những ký ức khổ đau của vô lượng kiếp luân hồi mà một người phải chịu đựng, thì họ sẽ chẳng thể nào đành lòng chất lên đầu của kẻ khác một chút khổ đau nào thêm nữa. Người gây ra khổ đau cho kẻ khác lại chính là những người đã hoặc đang ôm trong mình những dày vò thương tích, tổn thương. Một người sống có nhiều hạnh phúc bình an thì trong tim không thể chứa đựng quá nhiều khổ đau đến vậy. Thấy được điều này để biết rằng người gây ra khổ đau cũng là nạn nhân của những đau khổ. Họ thiếu một chút phước duyên để thực tập làm thăng hoa những khổ đau và biến khổ đau thành tình thương và trí tuệ cho mình. Một người chưa dễ thương, một người có quá nhiều sân hận, cần rất nhiều sự bao dung, tình thương và sự thấu hiểu của kẻ khác. Tiếc thay, vì chưa thấu hiểu nên khi bị ai đó làm đau, người ta lại ném khổ đau nhiều hơn trở lại kẻ làm đau mình. Và cứ thế, nỗi khổ niềm đau ngày một thêm sâu không hồi kết. Người có trí tuệ sâu và có tình thương lớn là người đủ dũng khí ôm nhận những nỗi đau của mình mà không phản kháng hay làm vung vãi nỗi đau của mình lên kẻ khác. Ngọn lửa khổ đau khi chạm tới những người này, chúng phải dừng lại và hóa thành những cơn gió làn mây vụt thoát lên trên chân trời tự do, cao rộng ngàn đời, để trên mặt đất chỉ còn lại bình an và những cánh hoa vàng lặng lẽ rơi, gối đầu không mộng mị. Nếu một ngày ai đó gửi cho mình một gói quà chứa đầy khổ đau nước mắt, hãy cứ an nhiên trong lành mà mở nỗi đau khổ ấy ra xem, mỉm cười và gói ghém lại cẩn thận rồi cất vào đâu đó. Cũng đừng bận tâm hay trách móc người gửi tặng mình. Không sao đâu, chỉ là người ta chưa thấu hiểu. Đôi khi trời ngập nắng, bỗng nghe lòng đổ mưa, một chiều mưa nhạt nhòa, hồn lung linh bóng nắng. Có khi trong bình lặng, gần gần niềm xôn xao, giữa hạnh phúc ngọt ngào, thoảng nghe mùi cay đắng. Lắm khi trong sầu hận, vẫn nồng nàn thương yêu, nơi khóe mắt trời chiều, phía sau vàng rực lửa.
Nhìn sâu trong lời hứa đã nhuốm màu phôi pha, đôi môi nào thật thà chợt quên mình gian dối. Bước chân ngày lễ hội đã vang lời quạnh hiu, biển bình yên buổi chiều vỗ sóng ngầm khao khát. Trong tương phùng khúc nhạc sóng sánh màu ly bôi, về đối diện đơn côi lặng nghe niềm hạnh phúc. Chim bao mà rất thực, mở mắt lại say nồng, đời là một dòng sông chảy xuôi cùng mộng mị. Cuộc đời lạ nhỉ, sống vỗ bờ nhị nguyên. Thôi ta về cõi thiền, lặng hai miền mỏi mệt, vui nào hơn tịch diệt. Một trong nhiều nỗi khổ tâm của con người khi sống giữa đời này là đòi hỏi sự tuyệt đối ở nơi hành xử của người khác dành cho ta. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối từ những người khác, thì những hạnh phúc sẽ có mặt trong tầm tay và tận hưởng ngay phút giây hiện tại. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối, lòng ta sẽ thêm độ lượng, tin yêu con người và cuộc đời, bớt bất mãn và thất vọng. Thật ra, nền tảng cuộc sống này chính là sự hỗ tương giữa người này và người kia, giữa cái này và cái kia, giữa thế giới này và thế giới kia, giữa đời này và đời kia. Không ai sống mà không chết, cũng không có cái gì chết mà không tái diễn trở lại dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác. Vì sống là hỗ tương nên cuộc sống là tương đối. Cho nên ở đời không ai có thể sống hoàn toàn độc lập, cũng không ai là hoàn hảo tuyệt đối. Sống tuyệt đối là sống mà không chết, hay chết mà không còn tiếp tục luân chuyển tái sinh. Sống tuyệt đối là sống không có một chút lỗi lầm. Điều này chỉ có thánh nhân thì may ra có thể. Nếu bạn lắng đi cái tâm thành kiến mà nhìn kỹ vào những người mà bạn đang thù ghét nhất, bạn sẽ phát giác một điều thú vị rằng ở nơi họ vẫn đang tiềm tàng những cái thật dễ thương. Thế nên phải chăng sự dễ ghét ở nơi những người bạn đang thù ghét ấy chỉ là những cái dễ ghét tương đối mà thôi? Và khi bạn quan sát khách quan những người bạn đang yêu thương, trân trọng nhất, bạn sẽ thấy ngay rằng họ cũng có những sơ suất, lỗi lầm, có nhiều điểm không hoàn hảo. Thế nên phải chăng những điểm dễ thương ở nơi những người bạn đang quý trọng ấy cũng chỉ là sự dễ thương tương đối mà thôi? Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ không thù ghét thầm tệ quá đáng những người ta cảm thấy không dễ thương. Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ buông bỏ và thoát ra được những nhiệt tình mê muội, những cư xử cảm tính theo kiểu khi thương cụ ấu cũng tròn. Nói tóm lại, khi ta có cái nhìn khách quan vào thực tại, ta sẽ có những cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với những quan điểm, với những người dễ thương hay không dễ thương. Xưa nay, con người thường tự động giam hãm mình trong ngục tù của thương và ghét, của những sự tuyệt đối do con người tự tạo dựng. Ta không tuyệt đối, nhưng ta lại muốn mọi điều chung quanh phải tuyệt đối, và đó là lý do khiến ta khổ. Một khi bạn đã ngộ ra điều này, xin hỏi bạn rằng, ai là người có thể giúp bạn sống hạnh phúc hơn, tư duy tích cực hơn và hành xử khách quan hơn? Chỉ một người duy nhất là ai? Đó chính là bạn. Nếu thường tâm niệm đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ cảm thấy dễ dàng và dễ chịu trong mọi mối tương giao. Hạnh phúc chỉ bắt đầu nảy nở khi ta biết chuyển đổi cái nhìn từ nội tại. Hạnh phúc chỉ đến khi lòng ta thực sự mở cửa mà thôi. Một mảnh hồn nho nhỏ như mây hoài lang thang, chẳng khi nào dừng lại, sống lạc loài hoang mang. Hồn âu lo thấp thỏm trên vạn nẻo đường đời, niềm vui nằm phía trước,
cỏ xanh bên kia đồi. Hoa từng ngày tươi nở, nhưng đời không nụ cười. Mỗi ngày hoài trăn trở, hạnh phúc nào xa xôi. Một hôm hồn an tình, quay trở về với thân. Thở vào ra dừng lại, nghe đời vui trong ngẩn. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. Một mảnh hồn du thủ vừa tìm thấy quê nhà, tại nơi này đã đủ dứt thăng trầm xót xa. Như một chiếc lắc đồng hồ, cuối cùng rồi cũng trở về với trạng thái tĩnh lặng. Chúng ta cũng như những đóa hoa bay, tung cánh vượt lên bầu trời cao, trải qua phong ba nắng hạn, thì cuối cùng rồi cũng đáp trở về bình yên nơi đại địa. Thời gian một kiếp người không đủ nói lên chiều dài sâu xa của đoạn đường luân hồi sinh tử. Có thể sẽ là nghìn kiếp vạn năm bồn ba lưu lạc, cũng có thể chỉ là một sát na mong manh bỗng chốc trí tuệ sáng bừng. Những ước định đời người thường bị giới hạn trong nghịch cảnh và khổ đau. Ai có trải qua khúc đoạn trường mới có thể thấm nhuần tình thương vạn thể. Đôi khi lòng giản đơn ôm một tâm niệm thương người, chỉ cần một chút thấu hiểu, một chút từ bi, lỗi lầm lại hóa thành ánh sáng. Khổ đau ai ai cũng e ngại, dục lạc cố cản cũng lại lao vào. Người chỉ muốn phần an yên, phần đắng cay chẳng ai thay ta nhận lãnh. Ước vọng bình yên vốn dĩ chẳng khó tìm, chỉ cần lòng người chịu buông bỏ, không tranh đoạt, không mong cầu, không nắm giữ, không tạo tác. Vô sự tại đây, rỗng rang có mặt. Đâu cần phải ngửa mặt kêu trời xanh, cúi đầu tìm bậc quý nhân cứu nạn. Lâm vào nguy khó, chân dẫm đạp khổ đau cũng là để cho ta trải nghiệm cái cảm giác đoạn trường mà ta vì vô minh đã từng gây ra cho chúng sanh suốt bao năm, dù là vô tình hay hữu ý. Không có nỗi khổ đau nào giống nỗi khổ đau nào. Mỗi đoạn đường sinh tử lại chất chứa thêm nhiều bài học trải nghiệm khác nhau, cốt để cho trí tuệ lớn thêm, đậm sâu cùng năm tháng. Thế gian có bao nhiêu chúng sanh thì hồng trần có bấy nhiêu trải nghiệm. Ngụp lặng trong biển khổ nhân gian là nơi bắt đầu đoạn hành trình trải nghiệm của riêng mỗi người, nhằm tìm ra cho mình bản chất chân thực vẹn nguyên của tạo hóa. Cuộc đời một con người như một đồ thị hàm số, tung hoành lên xuống theo các ẩn số cao thấp ngắn dài. Giao điểm nông cạn hay thâm sâu thì cuối cùng cũng đi ngược trở về gốc chân không ban đầu của thực tánh. Khổ đau không đáng lo sợ, quan trọng là ta nhận ra được gì từ chính những nỗi khổ niềm đau và đứng lên chắp vá lại trái tim mình. Đừng lo sợ, đừng hoang mang, cứ ôm trái tim sáng trong mà đi vào cuộc đời với tâm hồn rỗng lặng, mắt thấm từ bi. Ba bước trên đường có thiện thần đưa chân dẫn lối. Người đồng lý tưởng, cảm ứng tất thành. Giữa chốn nhân gian, người không cô độc. Đối diện và sống với thực tại quả thực là một việc làm không mấy đơn giản, không chút dễ dàng. Nếu không nói đòi hỏi một nền tảng định tâm vững chắc, một sự kiên trì bền bỉ theo đuổi phương pháp thực tập chân chính để phát triển phẩm chất nội tâm mình. Do thiếu sự huân tập định tâm nên đa phần chúng ta có xu hướng sống ở hiện tại mà lạc giữa hiện tại. Nếu không bị kéo về quá khứ thì lại trôi lạc đến tương lai, ràng buộc trong những dự định hoặc những việc vặt vãnh của đời người, không gì khác ngoài tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí, mua vui. Trong triệu triệu tư tưởng sinh khởi mỗi ngày, có bao nhiêu tư tưởng là bất thiện, bao nhiêu tư tưởng không cần thiết, và tư tưởng thiện chiếm số lượng ít ỏi bao nhiêu. Những tư tưởng sinh khởi trong tâm, dù do mình chủ động
hay không chủ động tác ý thì vẫn mang một dấu ấn riêng đậm nét của mỗi người. Mỗi tư tưởng lại mang về một dạng thức năng lượng tương đồng với một cảnh giới phù hợp tần số mà nó biểu hiện. Một tư tưởng tình thương cao thượng bao dung chắc chắn sẽ khiến bệ phóng và điểm tiếp nhận nguồn năng lượng đạt một trạng thái quân bình, an lạc và hạnh phúc. Trái lại, tư tưởng sân giận, tham lam, ích kỷ và ác tâm sẽ kiến tạo một luồng từ trường nóng bức, ngột ngạt và nặng nề bao quanh người phát ra và người tiếp nhận những tư tưởng đó. Người thương, đừng than trách số phận sao lại đặt lên vai ta quá nhiều khổ đau, khó khăn, chướng ngại. Suy cho cùng, khổ đau, khó khăn, chướng ngại, nghịch cảnh cũng như mũi tên do chính chúng ta bắn ra, du hành một vòng rồi quay ngược trở lại bắn trúng vào chính bản thân mình. Nếu thứ mình phát ra không phải là mũi tên mà là một bông hoa thì cái quay trở lại nhất định là đóa hoa chứ không thể là cung tên hay giáo mát. Bình yên không thể cầu xin, ban cho hay kiếm tìm ở một nơi nào khác. Bình yên bắt đầu trong từng tâm niệm nhỏ nhoi của mỗi con người. Kho tàng tuệ giác của Đức Phật đồ sộ to lớn. Nếu như không có đủ thời giờ để học và hành thì chỉ cần ghi nhớ một điều duy nhất: giữ tâm ý trong sạch. Khi tâm ý trong sạch, ý niệm bình yên, lời nói và việc làm tự nhiên đoan chính. Bình an không xa, bình yên ở ngay đây, ngay hiện tại bây giờ, bình yên trong từng ý niệm. Ta chợt nhận ra ta hư ảo, với căn thân cát bụi thế gian. Trong giấc mộng đời ta say ngủ, trói thân ta trong cát bụi vô thường. Ta tĩnh lặng trong từng hơi thở, lắng chân tâm để tìm lại chính ta, để tìm lại những gì ta lạc mất, để biết rằng ta không phải là ta. Có lẽ là hầu như ai cũng thích sống lâu và sống đẹp, nhưng làm sao đạt đến cuộc sống ấy? Muốn sống lâu và sống đẹp, ta cần thực tập hết lòng những điều sau đây. Giữ tâm bình thản trước những biến động của cuộc đời. Đừng khởi tâm sân hận đối với những chuyện bất như ý. Đừng khởi tâm tham đắm đối với những gì của mình và cả những gì không phải của mình. Đừng khởi tâm não hại người và vật. Sống hết lòng và chân thật, mặc đời còn nhiều người dối trá. Sống tỉnh táo, không đua đòi, mặc người đời say mê bon chen. Ăn uống có điều độ, nhai nhuyễn, đừng lạm dụng những thực phẩm chứa nhiều hóa chất. Tránh nuông chiều thái quá nhưng sở thích ăn uống kém lành mạnh. Mỗi ngày thực tập mỉm cười với trẻ thơ và những bông hoa. Đừng nghe, đừng nói những chuyện vô ích. Cố gắng làm những gì mình nghĩ là đúng nhất để có được tâm thái thoải mái khi làm và tránh tâm ân hận về sau. Khi những chuyện vui buồn trong quá khứ hiện về trong tâm trí ta, hãy thực tập mỉm cười với tất cả. Đừng so sánh mình với người, đừng so sánh gia đình mình với gia đình người, đừng so sánh đất nước của mình với đất nước khác. Vì sao? Vì trong đời này không ai giống ai, không gia đình nào giống gia đình nào, không xứ sở nào giống xứ sở nào. Thế nên ta không cần phải so sánh. Việc so sánh chỉ khiến tâm ta sinh mặc cảm hoặc đua đòi theo. Kết quả là ta sẽ mệt mỏi. Ta chỉ cần nghĩ tới những điều tốt đẹp và nỗ lực hiện thực hóa chúng dưới nhiều hình thức sống động khác nhau. Đừng để ý chuyện xấu của người khác, vì người ấy không phải là ta. Khi nghĩ đến điều xấu của người khác thì điều xấu trong tâm ta sẽ có cơ hội khởi lên, làm cho tâm ta vẫn đục, làm cho nét mặt ta mất đi vẻ thánh thiện tươi vui. Hãy biết thực tập lắng nghe tâm trí, hơi thở của chính mình, biết cách học hỏi
và thấu hiểu người khác. Thực tập thường xuyên những điều này sẽ giúp ta luôn nhớ rằng cần đối xử với người khác như cách ta muốn họ đối xử với ta. Đời người không phải là 100 năm, mà chỉ tồn tại trong từng hơi thở. Thế nên, ta cần sống đẹp, sống hết lòng và thảnh thơi trong từng hơi thở, để mỗi hơi thở của ta đều có thể đưa ta đến đời sống cao thượng. Một đời người bị xem là lãng phí khi ta lãng phí ngay trong từng hơi thở của chính mình. Ta phải biết nuôi dưỡng ý thức sống cùng và sống với. Nếu không có ý thức này, ta sẽ bị cảm giác cô đơn đánh lừa, và ta sẽ bị chết đói ở trong cảm giác ấy. Ta đừng khởi tâm tranh giành với bất cứ ai trên cõi đời này, vì chẳng có ai là số một, cũng chẳng có ai là quan trọng cả. Số một và quan trọng chỉ là những ảo giác do ngã tưởng biến hiện mà thôi. Ta phải biết ở giữa đời không có ai xấu và tốt một cách quá đáng. Mọi sự xấu tốt trên đời đều sẽ tự thay đổi khi có cơ duyên. Rèn được suy nghĩ này thì ta sẽ không rơi vào cạm bẫy của sự hy vọng hoặc thất vọng thái quá. Ta thực tập để tự biết khả năng và giới hạn của mình trong lúc tiếp xử với mọi người và muôn vật, để khỏi mắc những lầm lỗi đáng tiếc khiến về sau dẫn sinh tâm ân hận. Ta phải thực tập hành đầu tư những gì tốt đẹp vào tâm thức ta và vào trong cuộc sống của ta. Đó là hành đầu tư có ý nghĩa và lâu dài nhất. Trước khi bắt tay kinh doanh bất cứ lĩnh vực nào để kiếm tiền, ta cần biết đầu tư và kinh doanh những gì tốt đẹp trong tâm thức ta trước, khiến tâm hồn ta ngày càng phong phú, giàu có. Mỗi ngày khi mặt trời mọc và lặn, ta hãy thực tập nghĩ đến những gì tốt đẹp. Mỗi ngày ta hãy dành một giờ thực tập những việc khó nhằm nuôi dưỡng ý chí và nghị lực. Chính ý chí và nghị lực này sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn và đạt được thành công. Đừng tự phong thánh bản thân, cũng đừng để ai phong thánh cho mình. Hãy biết tạo điều kiện cho những hạt giống thánh trong tâm mình biểu hiện ngay trong những hành động của mình mỗi ngày. Và cũng đừng quên giúp những hạt giống thánh nơi người khác cùng sinh khởi nhé. Đừng nói nhiều về đạo đức từ bi, mà hãy sống từ bi đạo đức ngay trong từng hành động của mình đối với mọi người và muôn vật. Cuộc sống lâu dài và đẹp nhất là cuộc sống được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương giản dị. Nợ nần trong cõi nhân gian, trả vây hoài chốn địa đàng lãng quên. Nghìn thu trả nợ ưu phiền, giả tràng quên nổi bình yên thuở nào. Những năm tháng phôi pha, thời gian dần bạc màu trong thinh lặng, hoa bớt tươi cười và sắc thấm, mắt môi không còn rạng rỡ. Ngồi trước đại gương, vén bức rèm châu ngắm nhìn thật kỹ những dấu vết thanh xuân ngày xưa đang dần trôi tuột. Chớp đôi mi dài, miệng gượng giữ nụ hàm hoa để không bật lên câu cảm thán. Những tháng năm rực rỡ thanh xuân vô thường có chờ đợi bao giờ. Đầy son phấn làn mi, đầy trăm cài lược vắt, nhu thảo ướp hương hoa, đại trang một nét đôi làn suối mây. Người trang hoàng điểm xuyết lên tấm thân tứ đại hao gầy, để vui cùng tuế nguyệt, đùa cùng trăng mây. Tất cả cũng chỉ là tô điểm bên ngoài, sao có thể giữ hoài cùng năm tháng. Vì nhân sinh thích ngắm hoa bay, luyến tiếc nét đẹp kiêu sa từ ngũ quan dung mạo, nên tự cổ chí kim, bao kẻ điên đảo nguyện đánh đổi tất cả gian sơn cũng chỉ vì một sự khuynh đảo phù phiếm của sắc tài. Đường luân hồi dài xa vạn dặm, biển khổ não lưu lạc trăm năm, lề bước kiếm tìm lời ước hẹn năm xưa, mà
tri âm nào thấy. Nếu may mắn người xưa tương ngộ thì cảnh đã đổi, lòng đã dời, tình trong chốc lát là chỉ khiến người trọn kiếp khổ đau. Suy cho cùng, chẳng phải vì chút nhan sắc khuynh thành, chút tài hoa lãng tử đó sao? Người ta chỉ tiếc nuối vẻ đẹp kiêu sa, chẳng ai ôm giữ trong lòng hình hài xấu biệt. Vậy nên mới có câu nhan sắc là chướng ngại cho đạo cuộc tu hành. Vì người chạy theo vẻ đẹp bên ngoài nên đời mới có nhiều trầm luân và bể khổ. Điểm tô cho thân tâm mình bằng vẻ đẹp của đạo đức, giới luật từ bi, vẻ đẹp trở thành bất tử, cao vời. Một người đẹp nhưng chưa chắc đã có bình an, mà đôi khi chính cái nhan sắc kia lại làm mầm mống mang đến nhiều tai ương, trắc trở. Vì hồng nhan đa truân nên lòng người mới đắm say lạc lối. Giới luật và tình thương mới là chân thiện mỹ, là sự bảo hộ an lành. Dẫu có vô thường, dẫu có biến động đổi thay, thì người có giới luật và tình thương vẫn đẹp, vẫn rạng ngời và sáng tỏ. Đó là vẻ đẹp của tâm hồn thách thức mọi định luật của thời gian. Vì chỉ cần nhìn vào người, ta thấy Phật, ta thấy ta, ta thấy cả bầu trời bình an nơi ấy. Em hãy nhìn như Phật, ánh mắt tự mênh mông, nhìn người và nhìn vật với chan hòa cảm thông. Em hãy nghe như Phật, nghe với tình bao la, khi lòng không biên giới, hiểu thương đời sâu xa. Em hãy cười như Phật, nét bao dung hiền hòa, nụ cười chân thiện mỹ, làm buồn đau xóa nhòa. Ta hãy ngồi như Phật, trầm hùng tựa núi cao, an nhiên và bất động giữa cuộc trần lao xao. Rồi ta đi như Phật, bước an lành thảnh thơi, muôn lối bừng hoa nở, làm đẹp thêm cuộc đời. Và ta thở như Phật, thở chậm và thở sâu, để nghe từng nhịp sống có bình an nhiệm màu. Mình là con của Phật, nhiều ít nên giống người, nơi nào ta có mặt có niết bàn an vui. Mây trôi hững hờ, nước chảy lặng thinh, nghe rờn rợn lời tâm sự qua khung cửa. Ngày tháng vô tình bạc mệnh cứ vậy lướt nhanh. Phong tình, tuế nguyệt, thanh xuân, thoáng chốc bạc đầu sương phủ. Trong đêm vắng, muốn nhìn một đôi bàn tay mềm gãy nhẹ khúc cổ cầm nhất dạ, để nhớ nhung dấu vết mù sa nơi sâu thẳm quá khứ, hiện tại, vị lai mà cuộc tao phùng kỳ ngộ chỉ là lướt qua nhau. Tương duyên hồng trần hợp tan vô định, đến phút cuối chỉ là khách bộ qua đường. Nên người xưa mới tin rằng mọi chuyện trên thế gian thường thuận theo một quy luật nhất định, mới bảo mọi sự tùy duyên. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên diện kiến bất tương phùng. Nếu người có duyên, có tình cảm với nhau, dẫu cách xa nghìn vạn dặm vẫn xem như bên cạnh. Ngược lại, người không duyên, không có tình cảm, dẫu có gặp mặt vẫn tựa như xa cách. Tôi đã hiểu sự đời như thế, nên tập cho mình có đời sống thanh nhã, tự tại, vô tư, không phiền lo. Bởi trầm tư quá khiến mình thành khép kín. Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần trong đời, nhưng được mấy người hiểu bạn và tôi. Có thật nhiều người quý mến bạn, nhưng khi bạn cần sự san sẻ, giúp đỡ của ai đó thì được mấy người tìm đến. Chính thời gian làm cho tôi hiểu sự đời nhiều hơn. Hạnh phúc không phải cứ mãi ở bên cạnh nhau, hạnh phúc chỉ là cần hiểu nhau. Như tôi đã viết, thương nhau không nhất thiết phải nói nhiều với nhau,
mà cùng nhau giúp nhau vượt qua mọi khó khăn. Khi tôi khó khăn, bạn luôn bên cạnh, đồng hành giúp tôi vượt qua, thì cả cuộc đời này làm sao quên được. Sông có thể không dài, núi có thể không rộng, nhưng nước chảy đá tất phải mòn. Có nhiều chân lý mãi mãi là chân lý, thuận theo lẽ tự nhiên mình nhất định sẽ yên bình. Vì sự sống vốn biến dịch nên mới sinh ra cái này cái kia đồng hành với nhau. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Thuyết vũ trụ cũng phát khởi bởi cái này cái kia. Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái biến hóa ra vô cùng, từ không thành có, từ có sanh âm dương, âm dương sanh bốn hướng, bốn hướng sanh tám phương, tám phương biến hóa vô tận. Thuyết ngũ hành cũng nói đến sự tương sinh tương khắc. Tương sinh, cái này cần đến cái kia. Tương khắc, cái này khắc chế cái kia. Thuận theo lẽ thiên nhiên gọi là tương sinh, như thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Thuận theo lẽ xưa nay gọi là tương khắc, như mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Nhờ có thuyết ngũ hành nên mọi vật mới quân bình trật tự, sự sống không ngừng giúp đỡ, khắc chế và nương tựa nhau. Người hiểu đạo lý, trong sinh đã có khắc và trong khắc có sinh. Bụt xuất hiện ở chốn hồng trần vì mọi người chúng ta. Chúng ta tôn kính Bụt bởi người có trái tim quá từ bi, quá nhân hậu. Khi Bụt còn là thái tử, người có cuộc sống giàu sang phú quý, uy quyền của bậc đế vương, có kẻ đón người đưa, có vợ đẹp con ngoan, có chăn êm nệm ấm, có cận thần hộ vệ. Rốt cuộc, người buông bỏ tất cả để đi tìm sự an vui, tự do nội tâm cho mình, cho người. Đến khi thành Bụt, người đi chân trần, khoác lên thân mình tấm vải gai thô, ăn ngày một bữa, ngủ dưới gốc cây, không vợ, không con, sống đời du sĩ. Nhờ hiểu biết thông tuệ cùng với trái tim nhân hậu nên người mới độ được tất cả các vua chúa, các bộ tộc như vua Bimbisara, vua Ajatasattu nước Ma Kiệt Đà, vua Pasenadi nước Kiều Tác La, hay bộ tộc Buli ở Allakappa, bộ tộc Lichavi ở Vesali, bộ tộc Mala ở Pava, bộ tộc Koliya ở Ramagama, gần nhất là bộ tộc Sakya ở Kapilavatthu. Có lẽ được biết nhiều hơn cả là lúc Bụt độ cho Angulimala, kẻ giết người không gớm tay, cho đến nạn Kimala có sắc đẹp tuyệt trần, đã làm cho biết bao đàn ông thân bại danh liệt, tan nhà nát cửa. Khandala là người hốt phân thuộc giai cấp bần cùng, Jivaka là một lương y nổi tiếng, Anathapindika là một doanh nhân giàu có. Người ta phủ phục trước Bụt không phải bởi uy quyền, mà bởi sự bao dung, từ bi đầy trí tuệ. Chỉ có tình thương yêu không bờ bến của Bụt mới ôm được tất cả mọi thành phần thuộc nhiều giai cấp, dẫu đó là người nghèo hay người giàu, người ngu hay người trí, là rác hay là hoa. Bụt ôm vào lòng tất cả bằng tình thương không giới hạn. Cũng vì tình thương vô biên nên Bụt lại phải viết kinh thư lên tâm mỗi người, chỉ đợi người sau hữu duyên đọc, hiểu và tìm được bến đỗ bình an thật sự. Đã bao lần trong đêm dài tôi tự hỏi mình đang làm gì giữa cuộc đời này. Hãy tưởng tượng mình đang say sưa vùi đầu để làm một nhạc sĩ tài hoa, một chính trị gia vĩ đại, một doanh nhân thành đạt, một kỹ sư lỗi lạc, một nhà truyền giáo, một người cha, một người mẹ. Mình làm là vì cái gì? Tôi nghĩ tất cả đều có mục đích hết. Mục đích đó nằm ở chỗ cao thượng hay hạ đẳng mà thôi. Người cao thượng thì muốn hy sinh cái của mình cho người khác, người hạ đẳng thì muốn người khác phải hy sinh cho mình. Con người vô vọng phải bước đi đơn độc trên mặt đất với thời gian, không gian bao trùm vô biên.
tôi đã mỏi chân cho những triền miên của đời mình. Những ước ao, những dự án, tất cả đều đã trở thành vô vọng. Nỗi đời luôn đi đôi với dòng suy tưởng miên man cơm áo gạo tiền. Làm sao để ta thoát ra những vụn vặt của thế gian? Em ở đâu? Tôi ở đâu? Kiếp này em là gì và tôi là gì? Có bao phạm trù đen trắng đuổi nhau, tìm nhau để giăng mắt hư vô. Những lý luận chữ nghĩa trở thành vô nghĩa trước thực tế biến chuyển cuộc đời. Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật khi nó dịch thành danh từ suông. Hạnh phúc là hành động trong khổ đau, vì không đau khổ lấy gì làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người. Hạnh phúc là khi bạn biết trân quý những gì bạn đang có. Dường như chúng ta chẳng bao giờ nhận ra rằng mình đang nắm trong tay nhiều thứ quý giá, cho đến một ngày nó tuột mất khỏi tầm tay. Chỉ khi đó ta mới nhận ra, mới hối hận, mới cảm thấy tiếc nuối rằng vì sao lại để nó tuột mất, và nghĩ như thế tất cả là muộn màng. Ở đời không có gì gọi là muộn màng cả. Như tôi có nói, đời là phải có mất đi cái gì đó mình mới chịu lớn lên. Những hành động, những suy nghĩ sẽ định nghĩa toàn bộ tương lai cuộc đời mình. Không một ai có thể giúp cuộc đời mình bằng chính mình cả. Cho nên đừng bao giờ buồn phiền, trách móc, than vãn. Cũng đừng để ai đó làm ảnh hưởng phiền muộn tâm yên bình của mình. Cuộc đời khi đếm thời gian thì dài, mà nhìn lại thì ngắn. Nó ngắn trong khoảnh khắc và dài trong ước mơ. Nên cuộc đời chớ vì một ai không xứng đáng mà tự làm khổ cõi lòng mình. Hãy xem nhẹ tất cả. Chuyện quá khứ là chuyện phù du, như bong bóng nước trôi dài, như đèn nhấp nháy đêm thâu, như bóng hình ảo vui sầu chim bao, và như đám mây hạ, thôi thì còn đâu.